là máy cán nhỏ mình dùng để làm hoa đất sét, và nó có thêm công dụng của chức năng là mình cán làm được mì với bún luôn nha các bạn. Thì đây là cái thùng máy cán, nó về nó sẽ như thế này. Thì mấy bên đây là có cái cây tay quay, tôi sẽ để như thế này, này mình lấy ra, mình là cái bát. Khi sử dụng thì các bạn có thể tháo những cái bao ni lông bọc này lại ra nè. Rồi cái chỗ mà cái khoảng này thì các bạn cũng, mình cũng sẽ bắt cái bát vô chỗ cạnh bàn, giống như cái loại máy cán kia, máy cán thông thường kia thôi. Máy cán kia của mình thì chỉ công dụng là cán bột, nhưng mà hiện nay thì do cái loại máy cán đó không có về hàng được nữa, nên mình phải chuyển qua sử dụng chung với loại máy cán này. Nó có cái răng, đây là những cái răng để mình cắt nè, răng cắt nè. Các bạn muốn làm bột, làm bánh, mình làm mì, làm bún gì đó thì mình sử dụng những cái răng này. Đây nè, cái này bạn gắn vào. Mình muốn gắn hoặc là không gắn thì cũng được các bạn, mình giống như mình để cái bao cán để mình cán thôi. Thì cái này mình sẽ để ngay cạnh bàn nha. Đây mình sẽ để ngay cái cạnh bàn nè. Cây này, cây bát này mình sẽ bắt vào cái chỗ cạnh bàn này và mình siết chặt vào thôi nha. Mình cứ bằng chặt vào để nó không sụp khi mà mình ép thôi. Rồi cái tay này là cây gắn cái bát. Rồi bây giờ thì mình sẽ cán thử nha. Cán thì mình có chỗ phần mà chỉnh nút nè. Cái máy này thì nó có cái chỉnh cái số nó sẽ hơi ngược so với cái loại cán bột thông thường kia. Cái số 4 chúng ta sẽ là số chuẩn nha. Nè các bạn có thấy cái G nhắc qua. Mình cho cái này nó vào cái slot là được. Số 4 là số chuẩn này, mình phải dùng cái viết để mình viết lại. Và số số càng lớn thì nó sẽ mỏng. Giờ mình thử số 4. Giờ mình cắn thử, mình chưa có gắn cái bát cố định. Rồi đây là công dụng của bên cắn bột. Thì nếu mình làm hoa sét thì mình chỉ sử dụng bên đây, còn khi nào các bạn muốn làm bánh thì mình sẽ để cho cái bột này nó ráo rồi mình sẽ cắt. Còn làm mì, làm bún gì đó thì mình cắt. Đây là những cái răng này, cắt to cắt nhỏ nè. Chúc các bạn thành công và có những sản phẩm đẹp.